Căn cứ Nghị quyết 27 năm 2018, từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, bảng lương mới được áp dụng cho giáo viên trung học phổ thông như sau. Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ theo ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức áp dụng chung đối với công chức, viên chức không giữ chức danh lãnh đạo. Bảng lương này được xây dựng dựa trên nguyên tắc. Cùng mức độ phức tạp công việc thì mức lương như nhau, điều kiện lao động cao hơn bình thường và ưu đãi nghề thì thực hiện bằng chế độ phụ cấp theo nghề. Sắp xếp lại nhóm ngạch và số bậc trong các ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức, khuyến khích công chức, viên chức nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Việc bổ nhiệm vào ngạch công chức hoặc chức danh nghề nghiệp viên chức phải gắn với vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức do cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý công chức, viên chức thực hiện. Cơ cấu tiền lương của giáo viên trung học phổ thông theo Nghị quyết 27 năm 2018 đối với khu vực công được quy định như sau. Lương cơ bản chiếm 70% tổng quỹ lương, các khoản phụ cấp chiếm 30% tổng quỹ lương, tiền thưởng, quỹ tiền thưởng bằng khoảng 10% tổng quỹ lương của năm, không bao gồm phụ cấp. Theo đó, khi thực hiện cải cách tiền lương, thì lương của giáo viên cho phổ thông tại các cơ sở giáo dục công lập sẽ gồm có 3 khoản thu nhập là lương cơ bản, phụ cấp nếu có và tiền thưởng nếu có.